Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổ chức thành công phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường vào năm 2022. Theo phương thức đấu giá, theo đó lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022 là 113.000 tấn gồm đường thô và đường tinh luyện. Năm nay có 9 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia đấu giá, tuy nhiên một doanh nghiệp đã làm đơn xin rút. 8 doanh nghiệp còn lại đảm bảo đủ đúng các tiêu chí hợp lệ để tham gia phiên đấu giá. Trong đó có 6 doanh nghiệp đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô và 2 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu đường tinh luyện. Với tinh thần làm việc minh bạch, nghiêm túc, khẩn trương, Hội đồng Phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2022 đã công bố danh sách 7 doanh nghiệp được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 109.000 tấn đường năm 2022. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng cho biết hiện bộ công thương đã ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chống lần tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường có xuất xứ từ thái lan campuchia lào indonesia myanmar malaysia thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm nay nếu nhập khẩu đường có xuất xứ từ các quốc gia trên vẫn phải chịu mức thuế hiện hành do đó các thương nhân cần lưu ý và cân nhắc nếu nhập khẩu đường từ các quốc gia này